Hình ảnh người chiến sĩ trẻ hôm nay luôn luôn là đề tài mà nhạc sĩ Phú Ân dành nhiều thời gian và tâm huyết sáng tác. Bài hát Khúc Quân Hành Người Chiến Sĩ Trẻ của ông đã được tạp chí Văn Nghệ Quân Đội bình chọn là một trong những tác phẩm hay nhất về người chiến sĩ trẻ in trên tạp chí năm 1999. Trong ca khúc này, nhạc sĩ Phú Ân sử dụng nhịp hành khúc diễn tả hào khí của lớp lớp chiến sĩ trẻ hôm nay đang hăng say luyện tập trên các thao trường để tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh. Tôi đã được vinh dự đi phục vụ các chiến sĩ ở các mặt trận tuyến lửa, ở những nơi tiền tiêu hải đảo, biên giới. Và tôi gặp những người chiến sĩ trẻ, tôi rất là xúc động. Họ đã để lại trong tôi một ấn tượng lớn. Tôi đã viết bài Khúc Quân Hành Người Chiến Sĩ Trẻ, muốn họ luôn luôn nhớ đến cha ông mình đã có một truyền thống cách mạng. Những người chiến sĩ trẻ hôm nay không bao giờ quên niềm tự hào ấy, và họ sẽ rèn luyện, sẽ vượt mọi gian nan vất vả để xứng đáng với cha ông mình và vì mục đích cao đẹp Tổ quốc và nhân dân, và họ sẽ luôn luôn xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ. Tôi cũng rất yêu thích, đấy là bài Muôn Thuở Ta Tỉ Men. Và đặc biệt là mới gần đây thì tạp chí Văn Nghệ Quân Đội có in một tác phẩm của anh là bài Hành Khúc Những Người Lính Trẻ Hôm Nay. Cái bài hát này đã được bình chọn là tác phẩm hay của trong năm. Bài này anh có diễn tả được những tình cảm của những người lính hôm nay tựa lưng vào vào cha anh trong những năm kháng chiến, để là cái niềm tự hào cho hôm nay đứng bảo vệ biên cương và Tổ quốc. Không còn chiến đấu đêm xưa, đôi đường còn vang mãi khúc hành ca.
đời vẻ vang, tuổi một sương dành lấy trong đời cuối cùng. Đêm ta băng qua bao núi cao lúc xa xôi xa, đêm ý chí anh em chúng ta quyết tâm tiến lên. Người chiến sĩ mang trong trái tim chúng ta tình yêu, về quê hương nó sống ấm no hạnh phúc sáng tươi. Đêm ta băng qua bao núi truyền thống trong chúng ta với muôn chiến công, người chiến sĩ một trong trái tim thiết tha tình yêu. Chúng ta nguyện thề hy sinh chiến đấu cho độc lập tự do. Quý vị và các đồng chí vừa xem xong chương trình Văn hóa Thể thao Quân đội phát thường lệ trên sóng VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.